Rồi, hello anh em nha, Quý xin chào anh em nha. Hôm nay Quý giới thiệu anh em con khoan từ hiệu Atra. Con khoan từ này là con khoan chuyên dùng để chạy mũi khoét nha anh em. Nó chỉ gắn mũi khoét thôi. Con này máy móc còn rất đẹp. Ở đây nó có cái hệ thống bình nước, cái bình chứa nước để mà tưới cho cái mũi khoan nó vẫn còn anh em ha, vẫn còn nguyên vẹn nha. Tuy nhiên cái van chỗ này, cái khóa chỗ này nè, thì khi ra đây á nó bị gãy á. Đây thì cái này là Quý không có biết đường mới mà khắc phục anh em ha. Quý thông tin cho anh em đầy đủ để anh em có hướng khắc phục như nào đó anh em khắc phục ha. Nó có cái ống nó chờ ở đây nhưng mà nó gãy đuôi rồi, anh em có thể thấy ha. Một cái mũi đang có sẵn, một cái mũi đang có sẵn anh em ha. Quý có bôi vô chút dầu cho nó trơn đó. Đây là sơ đồ của cấu tạo để cấp nước tưới cho cái bộ phận lưỡi. Đây là thông tin của động cơ NKD-20-100, điện thế 100V, công suất 860W, 800 tua một phút, 800 tua 30 phút, quy trình chạy của nó là 30 phút anh em ha, 800 tua trên phút á. Máy còn khá đẹp anh em, con này là liên lạc. Ở đây thì cái ống kết nối đây qua đây. Đây, cái ống kết nối này thì anh em dễ ha, anh em dễ xử rồi. Còn cái phía bên kia nó bị gãy á, thì cái đó khó hơn. Thông tin chi tiết của con khoan này, Atra ACE-A35. Đây là con khoan tự động, auto, điện thế 100V. Khoan từ 17 ly, 17,5 ly cho đến tối đa 35 ly. Cường độ dòng điện là 9A tại điện thế 100V. Tay cầm còn đầy đủ, tay này hơi cong anh em. Đấy, tay này hơi cong nhẹ ha, không ảnh hưởng gì hết. Anh em có thể sử dụng ở chế độ dùng tay hay là tự động. Khi anh em sử dụng chế độ tự động, anh em chỉ cần gặt nó vô. Đó, như vậy là nó chạy chế độ tự động. Khi mà nó đã chạy hết hành trình, đấy, khi nó chạy hết hành trình thì đây, đó, nó chạy hết hành trình thì chúng ta kéo ra, chúng ta xây nó lên, xây tay lên anh em ha. Khi chạy xuống nó mới chạy tự động thôi, nó không có chế độ chạy lên nha anh em, không có chế độ chạy lên. Con này các bộ phận hầu như còn đầy đủ nha anh em, như trơn chu. Quý có vệ sinh những cái bộ phận này cho anh em rồi, nó trơn chu hết rồi. Đây, đế từ là Quý bao hết nha anh em, tại vì Quý không có cái tấm sắt để thử tải cho anh em xem, thì Quý chỉ có thể cho máy chạy không thôi, chạy không thử tải thôi, không có khoan do không có sắt, không có tấm sắt dày. Con này đây là cái công tắc của nó nha anh em. Thường thường nó sẽ nằm ở trung điểm, còn khi anh em chạy anh em sẽ bật lên hết luôn. Chạy ok anh em, có hệ thống đèn báo gì lung tung hết nè. Đây là do cái khoan nó trơn quá, nó rơi tự do. Còn khi mà anh em cho chạy tự động, anh em gặt vô ha. Rồi, nó chạy hết hành trình tự nó ngưng nha anh em.
nheo nheo rất là ok. Đó anh em, khi hết hành trình máy tự tắt ha, và khi chúng ta kéo lên thì máy sẽ tự chạy lại, cho nên chúng ta phải nhớ tắt trước. Máy tự tắt luôn, có lập trình anh em ơi, quý cũng không có hiểu về khoan cho lắm. Bây giờ chúng ta hãy tắt nó đi, rồi nếu chúng ta bật lại thì chúng ta sẽ bật lên là nó sẽ chạy lại. Khi mà nó hết hành trình nó tắt là nó sẽ dừng luôn anh em, nó sẽ dừng luôn. Thì khi chúng ta muốn khởi động lại thì chúng ta nhớ tắt cái này xong rồi chúng ta bật khởi động lại. Rồi quý sẽ cho anh em kiểm tra đế từ bằng cách là cho nó hít một cái quạt sắt thì thôi. Em nghiêng nó ngang bên phía đó đi. Rồi. Đó. Ở vị trí này là đế từ hết rồi nè anh em ha. Bật vị trí thứ nhất là đế từ hết rồi đó. Thêm một vị trí nữa là máy mới chạy nha anh em. Vị trí này là đế từ hết rồi nè. Hết rất mạnh nha anh em. Rồi con này bây giờ chỉ có khuyết điểm là chỉ cần anh em làm một phát nữa là kết nối cái đường nước này thôi, kết nối qua cái van này, anh em có thể kết nối bằng cách nào đó có thể đi trực tiếp vô trong này khỏi qua hệ thống cái van, hoặc anh em chế cái van khác, anh em có thể mua cái van khác anh em chế ha. Rồi chỉ có khuyết điểm bao nhiêu đó thôi, ngoài ra với lại một cái không quá tiện lợi là lý do là điện 100V thì anh em chỉ cần trang bị máy biến thế tầm 1,5 kg thôi, máy biến thế tầm 1,5 kg thôi, vì cái con này công suất chỉ có 860W, anh em trang bị máy biến thế 1,5 kg là xài ok. Con này quý sẽ bán cho anh em giá là 4 triệu bao ship nha anh em, bao ship luôn. Anh em muốn sở hữu con này liên hệ số điện thoại quý 0988577662. Còn anh em ở gần bãi có thể tới địa chỉ số 629 quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hòa quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh để anh em xem trực tiếp. Đến bãi thì quý có bớt tiền cho anh em nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem.